Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học dưới ánh Z của mình. Ở trong video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn setup một cái Git để quản lý dự án React đúng không ạ? Và mình cũng hướng dẫn các bạn về export trong cái React rồi. Và ở video hôm nay mình sẽ đi qua phần export default các bạn nhé. Các bạn để ý cho mình này, mình sẽ tạo một cái thư mục ở trong cái src này. Các bạn mở cái React Explorer nhé. Mình tạo một cái thư mục là component liệu. Component này. Và ở trong component thì mình sẽ tạo ra một cái file là user.js. Trong user.js mình sẽ define một cái function user. Và cái function này nó sẽ return cái string thôi, user list thôi. Nó chỉ đơn giản này thôi. Và mục tiêu của mình là gì? Là mình sẽ sử dụng được cái function này không phải ở trong chỉ trong cái file này đúng không? Mà mình muốn sử dụng ở trong cái file app này, đúng không? Bởi vì cái dự án của mình load lên là cái file app này đang chạy bạn nhá. Nên các bạn muốn chạy cái gì thì bạn phải import vào trong đây. Ở video trước đấy thì mình đã hướng dẫn các bạn về export thông thường thì nó sẽ gom tất cả những cái thằng export thông thường thì các bạn sẽ export được nhiều thứ ạ. Và nó gom dưới dạng là gì? Object key value. Và các bạn sử dụng checkring để lấy được ra data đúng không ạ? Và trong video này thì mình sẽ demo cho bạn cái phần còn lại là gì? Export default các bạn nhé. Đây mình ví dụ ở đây mình có một function mà muốn export default đúng không ạ? Các bạn nhớ cho mình cái export default ấy thì đặc trưng của nó là gì? Trong một file hay một module như thế này này thì các bạn chỉ có một cái export default thôi, duy nhất thôi các bạn nhé. Chính vì vì các bạn có một cái export default duy nhất cho nên là gì, khi các bạn import thì nó là gì, nó không không nó sẽ hiểu ngay là gì import cái function này vào các bạn nhé, dưới dạng một cái key nào đấy đúng không? Đây mình thử nhá, ở app này là mình muốn import này, mình chưa import cái gì nha, from tức là mình import là gì, user from đây mình đang đứng ở app đúng không ạ, là trong app ở trong src đúng không ạ, thì từ src mình phải vào trong gì, component các bạn nhé, chấm xuyệt này đấy, component, và cuối cùng mình vào gì, user. Các bạn để ý cho mình nhá, mình import cái nội dung từ cái component user này đúng không ạ, và trong cái component này nó chỉ export một default một cái function này thôi. Và cái function default này được import ra thì mình được gắn với key là gì? User, đúng không? Với cái tên là import user từ cái thằng này. Là tên key là user ở trong cái thằng app này nha. Tức là thằng user đang chứa cái function này. Các bạn có thể console log để thấy này. Mình console log user nha. Bạn load lại. Bạn mở tab console này bạn thấy không? Nó đã có một cái function user return user list đấy. Đấy thì các bạn để ý cho mình là cái export default ấy thì nó sẽ gì? Duy nhất có một cái export default cho nên là gì? Các bạn không sử dụng nó sẽ không đưa vào cái dạng object các bạn nha. Các bạn export cái gì thì bên đây nhận được cái đấy đúng không? Và mình sẽ reference đến cái thằng này, tham chiếu thằng biến user, cái thằng các bạn có thể hiểu là gì? Một cái biến user này chẳng hạn, ví dụ thế đi, là nó sẽ chứa cái function được export từ đây ra. Bởi vì nó là default cho nên là gì? Mình dùng cái gì cũng được, các bạn yêu hại cũng được, chẳng qua là cái tên định danh của nó đúng không, để nó hứng cái value này thôi các bạn nhé. Đây các bạn thử nhé, nó không cần biết là các bạn là thông thường thì người ta thường hay đặt tên trùng cho nó dễ dễ hình dung thôi đấy, nhưng các bạn đặt tên gì cũng được đấy, các bạn thấy không, kết quả vẫn như vậy rồi. Rồi thì đây mình trở về user nhá, export default như thế. Nó không gom nhóm vào object cho nên các bạn đừng không đưa vào cái dấu này nha. Mình đã giải thích rất là rõ đấy, không đưa vào dấu này nha. Export thông thường nó rất là nhiều thứ thì các bạn mới dùng cái thằng thằng đi chất để lấy ra từng thứ một. Còn export default gì? Đương nhiên các bạn export chỉ được một thứ là cái gì thì bên đây nó sẽ hứng được cái đấy. Với tên cái thì hơn lần đến thôi. Đây mình ví dụ mình sẽ chạy cái gì? User đúng không? User đang làm một function nào. Thì mình sẽ chạy cái function này lên cho các bạn xem. Các bạn thấy là user list đúng không ạ? Rồi mình sẽ cho cái thằng này bé lại các bạn dễ nhìn này.
Này bạn nha, đang là user lead nhá. Đấy thì cái export default nó chỉ có thế thôi. Đây các bạn để ý cho mình là đây mình export default ngay ở trên cái function. Hoàn toàn các bạn có thể gì? Export luôn. Đi export default này và tên của cái thằng function này cũng được, user đúng không? Thì ở trên đây các bạn bỏ đi thôi nhá. Đấy. Thì kết quả vẫn vậy các bạn. Ra vẫn ra user list. Và thêm một cái vấn đề nữa là gì? Mình hoàn toàn có gì? Đây là một function đúng không? Hoàn toàn mình có thể các truyền các tham số vào đây các bạn nhé. Ở đây ví dụ mình có gì? Mình truyền tham số là một là hai đi chẳng hạn. Và bên user là mình return cái mình ở đây 1, 2 thì mình nhận được ở đây là AB nhé. Và return là gì? A cộng B. A cộng B các bạn này. Đấy các bạn nhận được cái kết quả đây, mình lo lại là 3 đấy các bạn nhé. Rồi trước khi kết thúc video này thì mình hướng dẫn các bạn tạo branch mới và post cái phần mình demo về cái thằng export info lên trên cái GitHub các bạn nhé. Các bạn thoát ra này xuống dưới cho mình ạ. Các bạn vào trong cái thằng directorial này. Mình thì mình để laptop các bạn để đâu thì các bạn vào đấy nhá. Các bạn đứng ở trong cái directorial các bạn gọi GitHub cho mình. Đầu tiên các bạn git search cho mình để mình xem là mình đang ở đứng ở đâu. Đấy các bạn thấy không? Nó nói là gì? Đang đứng ở trên branch main đúng không? Và cái những cái được thay đổi nhưng mà chưa được commit này, modify này. Và những cái mà không được unchecked là trong cái thư mục SSC component đúng không? Mình tạo một cái component đó. Và mình vì mình đang đứng ở branch main đúng không? Cho nên là mình muốn là gì? Sửa cái branch main này là nó sạch đúng ra đấy. Đúng ra trước khi mà mình hướng dẫn các bạn về export default mình phải check out sang một cái branch mới, nhưng mà đây mình chót quên rồi. Thì ở video sau mình sẽ làm đúng quy trình các bạn nhé. Các bạn check out cho mình ạ. Git check out này. Trừ B này. Tức là vừa check out vừa tạo new một branch các bạn nhé. Tên branch các bạn để là export default. Alt export default này. Đấy, sau khi mà mình đánh cái lệnh đấy thì gì, nó sẽ tạo cho mình một cái branch mới lệnh body default và nó check out luôn cho mình đến export default. Các bạn nhìn cái thằng thằng git này nó đúng không, cái tên linh động nó export default là mình đang đứng nhá. Các bạn có thể git status để xem lại đảm bảo này. Đấy các bạn đang đứng trên branch lệnh export default không ạ, và cũng nội dung vẫn thay đổi này và component này các bạn nhé. Thì git add chấm để tất cả các bạn nhé. Git commit trừ m đây là export lên các bạn nhé. Rồi sau đấy là các bạn gì, git put cho mình lên cái nhánh này được, git put origin cái câu này cố định nhá, và tên cái branch các bạn đang đứng là gì, export default. Đấy. Các bạn nhấn export sau bạn enter thì nó sẽ gợi ý cho các bạn đầy đủ hoàn tất cho bạn nhé. Mình enter này. Sau đấy là mình vào trong cái GitHub mình xem lại các bạn. Bạn mở GitHub nào. Đây, nó có gì? Export default có put. Cái đây ít hơn 1 phút đúng không? Mình chỉ load lại này. Còn thấy ngoài nhánh main thì mình có nhánh gì? Export default này. Thì cái code ở export default này nó sẽ bao gồm component các bạn ở đây đúng không, những cái gì là mình thêm mới, và trong bánh main thì nó sẽ không có cái gì cả, nó chỉ có trống trơn thôi. Đấy các bạn này, vẫn là app.js hello world thôi, và mình muốn giữ cho nó sạch thì demo cho dễ bạn nhá. Rồi sau đấy thì các bạn lại git check out sang cái nhánh main cho mình. Thì khi mình hướng dẫn các bạn làm cái dự án project ấy, thì mình sẽ thêm một việc là gì, mình mở cái code vào trong cái thằng thằng bánh main, và sau đấy là mình mới tạo một branch mới, xong code xong mình lại mở vào nhé. Nhưng hiện tại ở demo thì mình xử cái main nó là sạch nhất, bởi vì nó độc lập với nhau, tất cả các cái phần demo mình độc lập với nhau các bạn ạ. Rồi bạn check out lại cho mình nhánh main nhá, và bạn status. Bạn thấy không? Những bên là không có một cái gì cả bạn nhá.
Rồi, video này thì mình xin kết thúc ở đây. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn vào những cái phần chính của trong React. Cảm ơn các bạn.